Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một con LG V60 bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Con này có số email là đuôi là 83270. Thì con này sẽ tầm khoảng 99% thôi và vẫn còn L1. Con này sẽ không còn áp nhé. Không còn áp là vì em mới thay cho nó một cái cáp sạc mới tinh các bác nhé. Thì tí nữa em sẽ tháo hẳn ra cho bác xem. Và giá là 4,0 củ các bác nhé. Thì cái lưng này em chưa gắn vào, em bỏ tạm thời bỏ ra. Thì đây cũng nói luôn với các bác là cái lắp lưng nó đang như thế nào đây. Thì cái lắp lưng này vẫn có số email bình thường nhá, và nó cũng phải nói là nó cũng hơi hơi sức sước. Tuy nhiên ý, thì cái màu trắng này này thì cái độ sước của nó cũng khó nhìn thấy các bác. Trên các bác thấy nó vẫn sẽ còn khá là đẹp các bác nhé. Trên các bác yên tâm, nó cũng có khá là sước. Đấy. Còn cái cụm camera này em cũng show luôn cho các bác. Thì cái cụm camera này cũng có sức dăm nhé các bác nhé. Đây, để em soi cái ánh đèn vào. Đây. Đây. Thì cái cụm camera này cũng có sức dăm nhá, nhưng mà nó cũng còn khá là chấp nhận được và gần như là nó không ảnh hưởng đến chất lượng camera đâu, cho các bác yên tâm nhé. Đấy. Còn mấy cái này có vết bẩn chưa lau kỹ thôi. Đó. Ok. Đấy, soi lại cho các bác nữa xem cho các bác yên tâm. Đấy. Rồi, tí nữa sẽ test cả camera luôn, à, test luôn đi. Tại vì đang còn cái kính ấy. Thì đây là cái camera trước này. Đấy. Hoàn toàn bình thường các bác nhé. Đấy. Camera sau đây. Đây các bác thấy không? Nó vẫn rất là nét luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, góc gần, góc siêu rộng này. Đấy các bác thấy không? Nó rất là nét luôn, không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, và camera trước này nó vẫn là nét bình thường nhé, không vấn đề gì các bác nhé. Đó. Rồi ok. Thì tạm thời em bỏ cái lắp lưng này ra, nó không có liên quan nữa. Thì tí nữa ấy, cuối clip em sẽ tháo hết tất cả ra. Tuy nhiên em cũng sẽ show cho các bác cái ngoại hình trước tiên đã. Đó. Thì chỗ này nó đang là bẩn thôi. Lau đi. Đấy, thì đây. Đây là cái cạnh dưới đây các bác. Thì cạnh dưới này còn rất là đẹp nha các bác nhé, gần như em thấy không có sức gì mà phải gọi là to hay là nhìn thấy nó rõ ràng ấy. Nó có một vài sức bé tí ti mà thật sự là có thể bỏ qua cũng được luôn, rất là bé luôn mà có thể các bác qua camera các bác không nhìn thấy luôn đó, rất đẹp luôn. Đây là cạnh phải, đây cạnh phải thì để em xem có vết sức được không. Phía dưới này không có gì, có mỗi phía trên này này, phía trên này thì có ở góc này nó có hơi hơi chấm phẩy tí này. Đây này, ở góc trên này này có hơi phải phải tí ở đây này, đấy rất bé thôi, rất bé thôi. Có thể các bác cũng nhìn rất là khó luôn, tại vì nó rất là bé mà. Đó, ở góc này này, đấy. Rồi cạnh trên thì đây, ở chỗ gần chỗ khe sim này nó có một vết phẩy ở đây nữa, mà cũng phải nói là rất là bé luôn, đấy rất là bé luôn, không biết các bác có nhìn ra không nữa cơ. Chỗ này này, đó. Rồi ok, còn đây là cái nó bật màn hình lên nhỉ, cạnh trái đây, cạnh trái thì các bác yên tâm nó không, gần như không có vết xước nào cả, rất là đẹp đó, các bác yên tâm nhé. Rồi ok, còn đây là cái màn hình. Thì cái màn hình của con này lại rất là ngon các bạn, tại vì em thấy nó soi là không thấy có vết xước nào cả. Đây, sạch sẽ đi, cả mấy cái bụi này, các bác lại tưởng là xước. Đây, thì em sẽ nghiêng ánh điện cho các bác xem này. Đó, nó rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Đó, không hề có, gần như không có vết xước nào, mỗi như có vết xước chỗ này, mà mãi ở cái góc góc mãi trên này này, bé lắm. Nói chung là phải giải biết các bác có nhìn ra không. Đó, đó, đó. Đó. À, đây 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 đấy, có phải sức bé bé chỗ này nữa này, đấy phải soi kỹ vậy mới thấy. Đấy, còn hơi thẳng này các bác hoàn toàn sẽ không ra, không nhìn thấy gì luôn. Đấy, nói chung là cái màn hình con này thì các bác yên tâm nhé, màn hình rất là đẹp, không vấn đề gì. Rồi em sẽ test qua cái chức năng cho các bác xem. Đây, trước tiên là cái cắm cái jack 3.5 này, hi-fi DC bình thường các bác nhé. Rồi camera mà em test rồi thì
cắt luôn cái vân tay này, vân tay bình thường các bác nhé. Con này đang chạy Android mấy nào? Thì đây con này chạy Android 13 này các bác nhé. Wi-Fi này, Wi-Fi bình thường các bác nhé, tắt Wi-Fi này này. Nhận mạng 2G bình thường, nghe gọi luôn này. Ồ, tin nhắn nào. Tiệm cận bình thường này. Đó. Ok, chuyển về 4G bình thường các bác nhé. Đó. Đây, con này thì còn L1 đây các bác. Cho nên là bác nào thích xem phim thì vẫn còn L1. Đó. Rồi, ngoài này còn gì test nữa không? Ok. Rồi, em sẽ phản bên trong nhé các bác nhé. Em sẽ test nhanh nhanh thôi, tại vì bảo đảm cho các bác là con này là không vấn đề gì, không có cái chức năng nào bị lỗi cả. Tiệm cận ánh sáng bình thường này, các phím bấm này bình thường các bác nhé, chuông này, rung này rung rất mạnh, xoay ngang xoay dọc bình thường này, mic này, mic dưới ok này, mic trên này, mic không này, ok này, mic 4 này. Ok hết các bác nhé, các bác yên tâm. Test cái cảm ứng cho các bác yên tâm nữa nào. Các bác yên tâm nhé. Cái này thì em test hết rồi, chẳng qua là tại vì con này sẽ không còn áp suất đâu, tại vì là em lúc đầu ấy chứ, lúc đầu là còn áp suất đấy các bác nhé. Nhưng mà em cái cổng sạc con này bị lỗi này, cho nên em mang ra em thay cái cổng sạc mới, thì em sẽ tháo hẳn máy ra cho bác xem. Đấy, rồi ok. Còn cái phần này nữa. Đây. Có cái gì đây? IMPL đây, bằng 1 đây, các bác yên tâm nhé. Tắt đi thì như là tháo quả pin này rồi, tháo quả pin để mà thay cái cáp mà. Đây, màn hình con này đây, hoàn toàn là bình thường, không hề ám ố hay lưu ảnh gì các bác nhé. Tuy nhiên thì màn hình trên con V60 lúc nào em phải nói trước cho các bác là màn hình nó sẽ không không phải là nó trắng đều nhau đâu, nó hơi sẽ nhiều con nó sẽ hơi 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 hồng hồng hoặc hơi hơi vàng vàng ở những cạnh bên này, hoặc ở dưới đáy này. Đấy, như con này là hơi hồng hồng ở phía dưới này, nó sẽ hơi hơi thôi, dần dần nó nhạt dần. Đấy, và rất là khó để các bác nhìn thấy nhé. Đây là vì nhìn qua camera các bác sẽ không thể nhìn thấy được đâu, và hoàn toàn nó sẽ không không phải là lỗi, vì gần như là con V60 là nó vậy, cho nên các bác cứ yên tâm. Ok, còn đây em sẽ test cái cổng sạc này này. Đây thì cái cổng sạc này lẽ ra chẳng cần phải test đâu, vì cái cổng sạc này là cổng sạc mới tinh, em vừa mới thay mà, nó là mới tinh, giờ mới là sử dụng lần thứ, chắc lần này là cắm lần thứ ba gì đấy thôi. Đấy, à. Đấy, các bác thấy nó chỉ đến CC2 thôi. Đó, hoàn toàn sạc nhanh bình thường các bác nhé. Đấy, em sẽ vừa rồi ấy là cái cổng sạc 18W, còn đây là cái cổng sạc 25W này, có C to C này. Đấy, các thấy không? Nó nhận đến pin 04 này. Đó, sạc nhanh bình thường, đổi chiều bình thường nhé. Đó, và các bác cũng yên tâm là cắm máy tính chắc chắn là nhận, và kể cả các bác cắm cái màn hình phụ chắc chắn cũng nhận, cho các bác yên tâm. Thì con này phải nói là chỉ cái ngoại hình nó hơi xấu thôi, thực sự là cũng chẳng xấu cho lắm đâu, và tất cả chức năng của nó đều full hết, không bình thường, à bình thường hết, không có vấn đề gì về về một lỗi nhỏ nào các bác nhé. Đấy, cho nên là nó là một con máy rất đáng để có dùng, và bên trong của nó sẽ như thế nào thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ tắt nguồn đi đã, em sẽ tháo nhanh thôi để đỡ mất thời gian của các bác. Các bác yên tâm nhé. Các bác nhiều khi thấy em tháo này ra, các bác sợ là bụi cái thứ nó vào camera thì các bác yên tâm. Các bác tháo này ra trong một thời gian ngắn, xong rồi các bác lại đậy lại, thì các bác không cần phải 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 che đâu. Nhiều khi các bác dùng cái miếng che ấy, chính cái băng keo của miếng che nó sẽ làm mờ cái camera các bác, và cái việc băng keo nó dính vào camera nó rất là khó vệ sinh luôn. Em đã tự bị dính một lần rồi, cho nên em không không dám là phải 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 vứt cái camera đi luôn các bạn, nhục lắm. Cho nên là
nó cũng không phải là cứ che là ngon đâu các bạn. Các bác đừng trộn vào, kể cả nó có rơi bụi vào đây, các bác chỉ cần lấy cái xịt bụi, các bác xịt đi cái là nó ok ngay. Đấy. Chứ không cần thiết các bác nghĩ là nó là em đang làm cầu thả, không phải đâu. Đấy, và em sẽ tháo này ra để các bác biết được là cái nội thất trong của con này nó đang như thế nào các bác nhé. Tại vì các bác biết rồi đấy, em cũng dám khẳng định luôn là V60 bây giờ ấy, mà các bác bảo kiếm hàng zin thì nó khó như lên trời luôn các bác. Tại vì hàng zin bây giờ mà còn sử dụng được đến thời điểm này thì nó cực kỳ là khó luôn, chứ không phải là vừa. Đâu rồi, cái cục pin này em còn chưa gắn chắc chắn nhé, tại vì lúc nãy em mới thay cái cáp sạc ấy, cho nên là em chưa gắn chắc chắn lại. Đây các bác yên tâm này, pin là cục pin zin nhé các bác nhé, đấy hoàn toàn là zin đét thằng đẹp luôn. Cục pin này còn sử dụng rất là ngon các bác nhé, rất là ngon, rất trâu luôn đấy. Đấy, tháo hẳn cái này ra cho các bác xem. Đây các bác, thì em cũng tháo ra một cách rất là cố gắng để mà không không làm nó chạm đến cái điều gì đến đến cái main. Đây các bác thấy không, nó còn sáng đẹp, rất là sáng đẹp luôn. Đấy, bên này cũng thế, tại bên này có tiếng bụi này đó. Đó, các bác hoàn toàn yên tâm nhé, main zin đàng hoàng, không vấn đề gì đó. Tháo cả này ra luôn. Thì đây, cái khung này còn nguyên cái miếng đồng tản nhiệt nhé. Tại vì nhiều các bác mua về ở các bác toàn toàn thấy họ rao là hàng zin ấy, hàng ngon, hàng nguyên bản luôn. Thứ nhất là các bác phải hiểu đó là zin zin như nào và zin nguyên bản như thế nào các bác nhé. Còn những cái đồ mà các bác mà người ta lắp ráp vào mà zin, người ta vẫn bảo là zin thôi. Thậm chí người ta bảo là zin nguyên bản được. Còn zin nguyên bản ấy, nó phải là chưa hề tháo ra. Đấy, thì cái miếng đồng này nó rất là quan trọng các bác nhé. Nếu thường thường là tại vì em thấy nhiều anh em gửi máy về cho em toàn là cái hàng mà đã bị không có cái miếng này, nên các bác dùng một thời gian là nó bị chết men quá nhé, nóng quá không đạt nhiệt nổi, nó chết men đấy. Rồi thì những cái phần dưới này đây các bác có thể thấy không? Cái cáp này, cái cáp này là cái cáp mà em mua mới tinh luôn và đã test rồi, ok. Và đây giờ em lắp lại vào cái này, và em cũng có đổ keo keo UV cho cái chân này nhé các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm, có đổ keo rất là chắc chắn cả trên cả dưới luôn. Đấy, cho nên các bác về dùng phải nói là yên tâm. Nó kiểu gì thì sau này các bác nó cũng sẽ hỏng thôi, nhưng mà các bác sẽ có một cái thời gian sử dụng nó lâu dài ấy. Và nếu các bác mà nhẹ nhàng nữa thì em nghĩ là nó không bao giờ hỏng đâu. Đấy, cho nên các bác yên tâm, con máy này các bác về dùng thì quá tuyệt vời. Nó không, các bác không phải lo lắng là việc lỗ chân sạc hay là vấn đề gì khác luộc miếng tản đồng. Thì cái việc lỗi chân sạc trên V60 nó là cái điều hiển nhiên rồi, nó là cái thứ phổ biến trên V60 rồi. Và anh em nào mà chưa biết đến cái điều này thì và nghĩ là nó ghê gớm, nó hoang mang quá, thì tốt nhất các bạn cũng đừng mua V60. Tại vì nhiều khi anh em nghĩ là việc việc cái lỗi chân sạc nó nhiều là máy nó không thể dùng được nữa, nó nhiều nó sắp chết đến nơi ấy. Thì các nhiều anh em nói chung là nhiều khi tư vấn em cũng nhiều khi cũng rất là mệt các bạn. Thì kể cả cái này nó có lỗi nhé, thì các bác hoàn toàn có thể là thay, hoặc là các bác sử dụng cái sạc không dây. Con này bảo đảm cho các bác sạc không dây bình thường đó nhé. Đây này. Đấy, thì nó có rất nhiều cách để các bác khắc phục, cho nên các bác đừng lo lắng quá. Và giờ cái giá thay thế nó cũng rẻ rồi, không đến nỗi đắt đâu. Đấy, cho nên các bác cứ yên tâm. Rồi, ok, bác nào mà cần con này thì liên lạc với em ở số trên góc màn hình nhé. Chào các bác.